Chúa Trời toàn năng phán, con người không thể thay đổi tâm tính mình. Họ phải qua sự phán xét, hành phạt, chịu khổ, tinh luyện, được xử lý. Sửa dạy và tỉa sửa bởi lời của Ngài. Chỉ sau đó họ mới có thể đạt được sự vâng lời tận tụy với Đức Chúa Trời và không còn hời hợp với Ngài nữa. Chính là dưới sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời mà tâm tính con người được biến đổi. Chỉ khi trải qua sự phơi bày, phán xét, sửa dạy và xử lý bằng lời Ngài Họ mới không dám làm ẩu nữa mà trở nên bình tĩnh. Điểm quan trọng nhất là họ có thể đầu phục lời hiện tại của Đức Chúa Trời và biết thuận phục công tác của Ngài, dù khi nó không phù hợp với ý niệm con người, họ có thể đặt những ý niệm này sang một bên và đầu phục Ngài. Amen. Amen. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Lúc trước khi tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời, con người không thể thay đổi tâm tính mình họ phải qua sự phán xét hành phạt chịu khổ tinh luyện được xử lý sửa dạy và tỉa sửa bởi lời của Ngài. Chỉ sau đó họ mới có thể đạt được sự vâng lời tận tụy với Đức Chúa Trời và không còn hơi hợp với Ngài nữa. Tôi thật không hiểu nổi. Tại sao con người không thể thay đổi tâm tính của bản thân? Tôi ngày nào cũng nghiêm túc đọc lời Đức Chúa Trời, tham dự những buổi nhóm đúng giờ và dân phục mọi bổn phận mà hội thánh giao cho. Miễn là tôi không phạm tội làm tròn bổn phận của mình Tin Đức Chúa Trời nhiều năm và đọc rất nhiều lời của Ngài, chắc chắn tâm tính bại hoại sẽ thay đổi. Sao tôi vẫn phải bị Đức Chúa Trời phán xét hành phạt, tỉa sửa và đối phó? Tôi chưa từng thực sự hiểu những lời Đức Chúa Trời mà mình đã đọc. Đến khi tôi bị tỉa sửa và đối phó nghiêm khắc dài lần và tự kiểm điểm, chỉ lúc đó tôi mới thấy mình bị sa tăng làm bại hoại thế nào. Bản tính kiêu ngạo và tự phụ của sa tăng thấm sâu trong tôi và nếu không bị Đức Chúa Trời phán xét, hành phạt và tỉa sửa, tôi căn bản không hiểu rõ mình và còn chẳng thấy được làm cho tinh sạch hay biến đổi. đúng vậy. Đầu năm 2016, tôi có bổn phận là lãnh đạo hội thánh. Lúc mới bắt đầu, tôi cảm thấy mình thiếu sót rất nhiều. Vì vậy tôi liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nương cậy Ngài. Tôi sẽ tìm kiếm và thông công với đồng sự khi có điều gì không hiểu và tôi có thể chấp nhận những gợi ý của người khác. Lúc ấy tôi khá là khiêm tốn. Sau hơn 6 tháng thực hành, tôi đã nắm được một vài nguyên tắc. Tôi có thể giúp giải quyết nan đề của các anh chị em bằng cách thông công lẽ thật. Tôi từ từ bắt đầu trở nên tự mãn. Nghĩ rằng, mặc dù mình chưa từng làm lãnh đạo của hội thánh, nhưng mình có tố chức tốt, hiểu nhanh lời Đức Chúa Trời. Sau khi thực hành nhiều hơn, chắc chắn mình sẽ giỏi hơn. Sau đó, tôi được phụ trách một bổn phận quan trọng và càng lúc càng trở nên tự mãn. Thật ra, tôi trẻ nhất so với đồng sự và cũng có đức tin vào Đức Chúa Trời sau họ. Nhưng tôi thấy mình có thể đảm nhận việc quan trọng. Xem ra, chắc là tôi có tài rồi. Trong một thời gian, kể cả lúc đi tôi cũng danh mặt. Cảm giác như tôi có bổn phận quan trọng nhất trong mọi người. Như thể không ai sánh bằng tôi. Và dần dần tôi đã ngày càng trở nên kiêu ngạo khi bàn về công tác của hội thánh khi đồng sự đưa ra các đề xuất của họ tôi quyết giữ lập trường của mình nghĩ rằng đó thật sự là cách anh chị nghĩ sao tôi từng xử lý những việc như thế này rồi nên chẳng phải tôi rõ nguyên tắc hơn sao tôi biết cách tốt nhất để xử lý vấn đề này như thế nào đôi khi tôi thấy chị đồng sự nhìn nhận một vấn đề hơi quá nghiêm trọng tôi sẽ mất kiên nhẫn tôi nghĩ vấn đề đơn giản như vậy quá dễ xử lý mà và chẳng cần phải thông công và tìm đi tìm lại nhiều khi họp cùng các đồng sự tôi thấy đề xuất của chị ấy không được các anh chị em khác chấp nhận tôi liền bắt đầu xem thường chị ấy tôi nghĩ dù chị có thời gian lãnh đạo lâu hơn tôi nhưng chị cũng chẳng hề hơn gì tôi cả có một lần chị ấy bảo tôi cứ chần chừ khi thực hiện bổn phận của mình tiến độ công việc rất chậm tôi không chịu nổi liền dặn lại tôi nói tôi không chấp nhận lời thông công này từ chị chẳng phải chị cũng tham gia công tác này sao không lẽ chị không có trách nhiệm với nó sao chị lại không biết suy nghĩ mà còn đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi nói xong tôi đứng dậy và bỏ đi sau đó lãnh đạo biết về hành vi của tôi nên đã xử lý tôi nói rằng tôi quá kiêu ngạo tôi chỉ thừa nhận bằng miệng thôi nói tôi quá kiêu ngạo không biết chấp nhận lẽ thật tôi không tự kiểm điểm hay cố gắng hiểu bản tính và thực chất của mình trong bổn phận tôi tiếp tục tự cao tự đại cứ làm mọi việc theo ý của mình thời điểm đó vài đồng sự bị thay thế vì thiếu tố chất và không có khả năng đảm nhiệm công tác thực tế tôi chưa từng lo lắng việc mình bị thay thế nghĩ rằng tôi hiện tại là tài năng thực thụ ở hội thánh nắm giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng ở đây nếu không có mình, liệu trước mắt có tìm được người thích hợp không? Ngay khi tôi vừa trở nên kiêu ngạo một cách ngay dại, tôi bị tỉa sửa và đối phó nghiêm khắc. Một lần tôi đọc một số bài trải nghiệm và lời chứng của các anh chị em, tôi cảm thấy hơi nông cạn. Tôi không thảo luận với ai mà tự ý bác bỏ nó. Sau đó, lãnh đạo của tôi đã rất tức giận khi biết được chuyện. Anh ấy hỏi tôi, bài viết tốt như thế này sao chị lại loại bỏ nó chị đã từng thảo luận với đồng sự của mình chưa tôi nói chưa lúc đó tôi chỉ thấy chúng có phần hơi nông cạn ngay khi tôi vừa dứt lời thì lãnh đạo liền nghiêm khắc đối phó tôi nói cho dù những bài viết này có thể có chút nông cạn nhưng đó là trải nghiệm chân thật là hiểu biết thực tế của họ nhằm khai trí cho mọi người đây mới thực là lời làm chứng trải nghiệm bổ ích trong bổn phận chị không tìm lẽ thật ngang ngạnh kiêu ngạo chị không hiểu lẽ thật không bàn bạc, bạc với ai chị cứ thấy dứt đi nhiều bài viết rất hay chung dùi lời chứng về trải nghiệm trong công tác của đức chúa trời như thế có ngu ngốc không chẳng phải sa tăng mới làm vậy sao những việc chị làm chỉ là đang phá hoại thôi trước đó tôi đã từng bị tỉa sữa và đối phó rồi nhưng chưa bao giờ nghiêm khắc như thế này ngu ngốc sa tăng kẻ hay phá hoại ngang ngạnh kiêu ngạo những từ như thế nó cứ văng vẳng mãi trong tâm trí của tôi và tôi không kìm được nước mắt tôi cảm thấy như mình còn bị khó thở vậy mà tôi vẫn cảm thấy bị đối xử bất công tôi thấy rằng dù tôi đã không bàn bạc với đồng sự của mình nhưng rồi sau đó chẳng phải tôi nói với họ rồi sao đức chúa trời thực sự nhìn thấu thâm tâm chúng ta ngay khi tôi vừa nghĩ ra một cái cớ lãnh đạo liền nghiêm khắc quyết liệt hơn nói chị luôn hành động theo ý của mình khi có điều gì chị không hiểu được chị có thể hỏi hoặc bàn bạc với người khác nhưng chị không làm vậy chị quá kiêu ngạo rồi và còn thiếu lòng kính sợ đức chúa trời sau khi nghe những lời này tôi đã miễn cưỡng quy phục nếu thực sự tôi có chút lòng kính sợ đức chúa trời tôi đã tìm kiếm một chút trước khi giải quyết các vấn đề nhưng mà tôi cứ làm theo ý muốn mình mà không hỏi ý kiến của người khác tôi thật sự là quá kiêu ngạo rồi rồi sau đó lãnh đạo điều tra về tôi thấy rằng tôi đã quá kiêu ngạo và không hiểu lẽ thật không phù hợp với bổn phận quan trọng như vậy thế là tôi bị thay thế tôi thật sự rơi vào tình trạng tiêu cực tôi cảm thấy qua sự việc đã xảy ra lần này lãnh đạo hẳn nhìn thấu tôi và nghĩ tôi không phải người mưu cầu lẽ thật vô cùng tự cao tự đại thậm chí không đáng để tu dưỡng tôi tưởng mình hết hy vọng trong nhà của đức chúa trời rồi tôi càng ngày càng tiêu cực và trong lòng tràn ngập hiểu lầm tôi cảm thấy mình đã trở thành sa tăng rồi còn có thể được cứu sao các anh chị em chắc chắn nghĩ tôi không phải đúng kiểu người như vậy tiếp tục mưu cầu thì được tác dụng gì chứ trong thời gian đó dù tôi có miễn cưỡng ra vẻ thực hiện dài bổn phận nhưng mà tôi thật sự không hề muốn mưu cầu lẽ thật mấy lần người phụ trách cùng tôi thông công về ý muốn đức chúa trời nhưng tôi không chịu quay đầu sau đó chị ấy tỉa sửa và đối phó với tôi nói tôi gây khó dễ trong bổn phận luôn tiêu cực và chống đối Đức Chúa Trời. Và nếu tôi không thay đổi, sớm muộn gì Đức Chúa Trời cũng loại bỏ. Phải. Tôi cảm thấy sợ khi nghe những lời đó và nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tôi vội chạy đến trước Đức Chúa Trời, cầu nguyện tìm kiếm và tự suy ngẫm về chính mình. Trong sáu tháng vừa qua, tại sao tôi không thể chịu đựng việc bị tỉa sửa và đối phó chứ? Khi tự kiểm điểm, tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời. một số người trở nên thụ động sau khi bị tỉa sửa và xử lý họ không có tinh thần thực hiện bổn phận rồi mất cả lòng trung thành tại sao lại như vậy một phần là vì họ thiếu nhận thức về thực chất hành động của mình điều này dẫn đến việc họ không đầu phục bị tỉa sửa xử lý điều này được xác định bởi bản tính kiêu ngạo tự phụ và không yêu lẽ thật một phần cũng là do họ chưa hiểu ý nghĩa của việc bị tỉa sửa và xử lý là gì mọi người đều hết thảy tin việc bị tỉa sửa xử lý có nghĩa là kết cục của họ đã được xác định kết quả họ lầm tưởng rằng nếu họ sở hữu một chút lòng trung thành với đức chúa trời thì họ sẽ không bị xử lý và tỉa sửa nếu bị xử lý đó không phải là biểu hiện của tình yêu và sự công chính của ngài sự lầm tưởng như vậy đã khiến cho nhiều người không dám trung thành với đức chúa trời thật ra xét cho cùng vì họ là con người quá dối trá không muốn chịu đựng khó khăn Họ chỉ muốn có được phước lành một cách dễ dàng. Mọi người không nhận thức được sự công chính của Đức Chúa Trời, không phải là Ngài chưa làm điều gì công chính, hay là Ngài đang không làm điều gì công chính. Mà vì do mọi người không bao giờ tin những gì Đức Chúa Trời làm là công chính. Trong mắt con người, nếu công việc của Đức Chúa Trời không phù hợp với tham vọng của họ, hoặc không phù hợp với những gì họ mong đợi thì Ngài không phải là công chính. Mọi người không bao giờ biết rằng hành động của họ làm là không đúng không theo lẽ thật hay họ cũng chưa từng nhận ra hành động mình chống đối lại Đức Chúa trời. Amen. Amen. Sau khi thấy mặt khải này trong lời Đức Chúa trời, tôi mới hiểu ra lý do tại sao tôi lại tiêu cực như vậy. Căn bản là vì bản tính tôi quá kiêu ngạo và không nhận ra bản chất hành vi của mình. Tôi tưởng mình chỉ phạm một sai lầm đối phó với tôi như vậy là quá quắt. Thế nên tôi cứ mắc kẹt trong tiêu cực, hiểu lầm Đức Chúa trời và phòng bị ngài. Khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi tự hỏi mình, lẽ nào chỉ vì một lỗi lầm mà mình bị tỉa sửa và đối phó một cách hà khắc như vậy sao? Nguyên tắc nhà của Đức Chúa Trời khi đối phó với người ta, tất cả đều dựa trên bản tính thực chất và hành vi chung của con người. Phải. Lãnh đạo không tự dưng đối phó với tôi. Vậy thì vấn đề gì đã thực sự tồn tại trong tôi? Đã khiến tôi bị tỉa sửa và đối phó nghiêm khắc đến như vậy? sau đó tôi đọc những lời này của đức chúa trời nếu người thực sự sở hữu lẽ thật bên trong ngươi con đường ngươi đi sẽ tự nhiên là con đường đúng không có lẽ thật rất dễ làm điều ác dù cho ngươi không chủ đích nếu người có bản tính kiêu ngạo và tự phụ người không thể tránh khỏi thách thức đức chúa trời và buộc phải làm vậy người không chủ tâm làm điều đó mà sẽ làm dưới sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ sự kiêu ngạo khiến người coi thường đức chúa trời sự kiêu ngạo khiến người coi ngại là tầm thường trong mắt mình sự kiêu ngạo khiến người tự đề cao bản thân mình sự kiêu ngạo khiến người không ngừng khoe khoang về bản thân và cuối cùng ngồi vào vị trí của đức chúa trời và tự làm chứng cho chính mình cuối cùng người sẽ biến những ý tưởng của chính mình suy nghĩ của chính mình và những quan niệm của chính mình thành lẽ thật để tôn thờ hãy xem có bao nhiêu tội ác được thực hiện của người bị bản chất kiêu ngạo này thống trị để giải quyết những việc hành ác của mình trước tiên họ phải giải quyết vấn đề thuộc về bản tính của họ nếu không có thay đổi trong tâm tính sẽ không thể mang lại một giải pháp cơ bản cho vấn đề này amen, amen. còn có những bài giảng về chuyện khi ai đó có chút tài năng ân tứ hay tố chất họ hay luôn luôn xem thường người khác ai họ cũng không nghe lời luôn nghĩ rằng mình giỏi hơn tất cả mọi người kiểu người đó tự cao tự đại tự cho mình là đúng nhất nghĩ về việc không tập trung mưu cầu lẽ thật từ khi là một môn đồ mà chỉ dựa vào tố chất và tâm tính kiêu ngạo để thực hiện bổn phận tôi cảm thấy bản thân là người nói hay có vài thành tích nhỏ khi thực hiện bổn phận nên được lãnh đạo coi trọng tôi cứ tưởng là mình tài giỏi và có năng lực làm việc hơn những người khác rất nhiều nên tôi không xem trọng cách anh chị em làm cùng, tôi đòi làm mọi việc theo ý mình, thế là tâm tính kiêu ngạo của mình cứ thế ngày càng tăng. Sau đó, tôi ngày càng thể hiện một thái độ rất lỏng lẻo trước công tác của hội thánh. Tôi chưa bao giờ tìm nguyên tắc lẽ thật, hoặc đi tìm kiếm hay thông công với người khác, thay vào đó, tôi làm việc rất tùy tiện theo chủ ý của mình. Kết quả đã gây cản trở công tác hội thánh. Thì ra là tôi tự ảo tưởng mình có tố chức tốt và hiểu được phần nào lẽ thật. Nhưng chỉ sau khi tôi bị dạch trần, tôi mới thấy điều mình hiểu chỉ là một chút giáo lý. Căn bản không hề có chút thực tế về lẽ thật và cũng không thể nào thông công lẽ thật để giải quyết các vấn đề thực tế. Mặc dù vậy, tôi vẫn vô cùng kiêu ngạo và tự ý quyết định mọi thứ trong công việc. Tôi đã kiêu ngạo đến mức mất hết lý trí và không còn thấy được đức chúa trời lần này vấn đề của tôi chỉ bị dạch trần khi lãnh đạo đến xem xét công việc của tôi tôi đã nghĩ về việc từ trước đến giờ mình thực hiện bổn phận như vậy không những không mang lại nhiều giúp đỡ hay lợi ích cho anh chị em ngược lại còn bộc lộ nhiều tâm tính bài hoại khiến họ bị kìm hãm tôi đâu có thực hiện bổn phận tôi đơn thuần là làm điều ác đấy chứ. càng nghĩ về điều đó, tôi càng trở nên cảnh giác. tôi biết khi ai đó hành động một cách kiêu ngạo, thì họ không thể nào tránh chống đối đức chúa trời và làm điều ác được. đúng vậy. tôi nghĩ về một vài anh chị em xung quanh tôi, tố chất của họ có vẻ không tốt bằng tôi, nhưng họ cẩn thận và chu đáo trong việc thực hiện bổn phận của mình. họ biết cách tìm lẽ thật và chấp nhận quan điểm của người khác trong khi tôi kiêu ngạo đến mức thiếu sự tự nhận thức tôi không có chút nhận thức nào về việc tìm kiếm lẽ thật càng tự kiểm điểm tôi càng thấy hướng đi của mình không phải để mưu cầu lẽ thật không hề nghĩ về đức chúa trời tôi quá kiêu ngạo nên khi bị tỉa sửa đối phó rồi bị cách chức thực ra là đức chúa trời đang bảo vệ và cứu tôi không có việc đó ai mà biết tôi sẽ gây ra bao nhiêu tội ác nữa tôi hẳn sẽ không được quay đầu và phải đối mặt việc bị trục xuất. Lúc đó tôi mà thật sự hối hận thì đã quá muộn rồi. Đúng vậy. Hiểu được ý tốt của Đức Chúa Trời, tôi vô cùng hối hận. Cảm thấy tôi đã chỉnh mãn trong công việc, hiểu lầm và đổ tại Đức Chúa Trời trong 6 tháng qua. Thật sự không thể nói lý được với tôi. Rồi từ đó, tôi cố gắng làm thật tốt bổn phận mình để bù đắp vi phạm trước đây. À, sáu tháng sau tôi được chọn làm nhóm trưởng lúc đó tôi thật sự rất sợ mình sẽ lại dấp ngã và thất bại một lần nữa vì bản tính kiêu ngạo của mình trong bổn phận mình khi có vấn đề tôi trở nên khá là cẩn trọng tôi thường bàn bạc và thông công với các anh chị em làm cùng mình tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề trong hội thánh tôi thấy an lòng hơn nhiều khi thực hiện bổn phận của mình như vậy hơn nữa tôi đã hòa hợp hơn rất nhiều với anh chị em của mình. Vài tháng sau đó, tôi thấy được vài thành tích trong bổn phận và lòng lại bắt đầu thầm thấy vui vẻ. Nghĩ rằng mình thực sự rất tài năng. Bất kể làm bổn phận gì, mình cũng đều làm mọi việc rất nhanh. Dần dần, tâm tính kiêu ngạo của tôi lại bắt đầu trỗi dậy. Thỉnh thoảng, khi có anh chị em gặp nan đề, họ muốn tìm đến với lãnh đạo, tôi lại mất kiên nhẫn với họ. Tôi nghĩ, chẳng phải chúng ta từng tìm kiếm việc này rồi ư? Sao cần phải tìm thêm nữa? Tôi biết nguyên tắc, nên việc thông công của tôi ổn rồi. Không thèm suy nghĩ cho kỹ, tôi đưa ra hiểu biết của mình nói với các anh chị em và muốn họ chấp nhận, nhưng các anh chị em thấy bức trước và rồi tìm kiếm vấn đề ấy với lãnh đạo. Sau đó, lãnh đạo đã thông công với chúng tôi về nguyên tắc thực hành và nó lại khác với những gì tôi hiểu trước đó. Tôi bất ngờ quá và nghĩ, May mà mọi người đã tìm kiếm, nếu không bổn phận chúng tôi đã bị ảnh hưởng. Đúng vậy. Nhưng sau sự việc đó thì tôi không tự kiểm điểm hay cố hiểu mình. Tôi vẫn cứ kiêu ngạo và luôn không cần lý do. Khi thấy các anh chị em phạm sai lầm trong việc thực hiện bổn phận của mình, tôi đã hống hách mắng nhiếc họ. Nghĩ rằng đến việc nhỏ này làm cũng không đúng thì còn làm được gì? Tôi nghĩ các người không quan tâm công việc. Rồi dần dần các anh chị em bắt đầu thấy bị tôi kìm hãm và một số xa lánh tôi tôi kìm hãm một chị nhiều tới mức chị ấy không muốn làm bổn phận của mình thực ra tôi biết rõ là mình đã sai nhưng mỗi lần có chuyện gì tôi không thể kiềm chế mà cứ bộc lộ tâm tính kiêu ngạo nghĩ về hồi trước vấp ngã và thất bại thế nào tôi cũng cảm thấy có phần sợ hãi nhưng lúc đó tôi không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề sau đó đơn phương quyết định giao một bổn phận quan trọng cho một chị theo ý mình một người anh em đã cảnh báo tôi nói chị này là một người gian dối chị ta không phù hợp để thực hiện một bổn phận quan trọng như vậy tôi nghĩ chị ta đúng là có chút vấn đề nhưng không quá nghiêm trọng như anh nói ai chẳng có lúc bại hoại và thiếu sót tôi không hề để tâm đến lời khuyên của anh ấy gạt nó sang một bên mà lại chỉ tìm đến chị ta để thông công và nhắc nhở về vấn đề của chị tôi thật không ngờ trong việc thực hiện bổn phận chị nói một đằng là một nẻo và vô cùng cẩu thả việc này gây ra tổn thất nặng nề cho công tác nhà đức chúa trời lãnh đạo khi biết được việc này đã rất nghiêm khắc đối phó với tôi nói chị đơn phương hành động tiến cử một người gian dối một người anh em đã cảnh báo chị nhưng chị không nghe cũng không tự tìm hiểu Giờ giờ nó gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, tạo nên một sự gián đoạn cực kỳ lớn. Đều là do chị thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện bổn phận của mình. Chị không hiểu lẽ thật và luôn tự cao tự đại, chị phải bị thay thế. Nghe những lời tỉa sữa và đối phó nặng nề này, tôi hết sức đau khổ. Tôi bị cách chức khỏi bổn phận ngay trước mặt bao nhiêu anh chị em khác và lãnh đạo còn nhiều lần nhấn mạnh việc tôi gây ra sự gián đoạn lớn và tôi phải bị thay thế tôi cảm thấy vậy là hết rồi chắc chắn tôi bị loại trừ và mưu cầu thêm nữa cũng vô tác dụng sau khi bị thay thế tôi trở nên tiêu cực hằng đêm trên giường tôi đều bật khóc khi nghĩ về việc đã xảy ra tôi thấy quá xấu hổ chẳng dám gặp ai trong một thời gian khá lâu nhìn thấy các anh chị em đều vui vẻ thực hiện bổn phận của mình tôi tự cảm thấy mình chẳng còn được như họ bởi vì bản tính kiêu ngạo của mình không bàn bạc với ai cũng không nghe lời khuyên tôi đã tiến cử một người gian dối làm gián đoạn trầm trọng công tác hội thánh liệu đức chúa trời có thể cứu tôi tôi không nghĩ con đường đức tin của mình lại kết thúc khi mình còn trẻ như vậy tôi còn bắt đầu hoài nghi. Đức Chúa Trời nói tỉa sửa và đối phó là cứu rỗi không phải loại trừ. Điều đó đâu có áp dụng với tôi. Lòng tôi tràn đầy sự hiểu lầm. Có lần, lãnh đạo đến thông công công tác với chúng tôi. Tôi đã trốn ở một góc xa nhất. Tôi rất ngạc nhiên khi bỗng dưng anh ấy gọi tên tôi. Hỏi tôi gần đây đã có tiến triển gì? anh ấy hỏi khi bị tỉa sữa và đối phó tôi đã tiêu cực sao rồi anh ấy nghiêm túc thông công và cổ vũ tôi nói hiện tại chị vẫn còn trẻ chị nên mưu cầu lẽ thật và tập trung vào thay đổi tâm tính Amen. nghe những lời tâm quý của lãnh đạo đã mang lại niềm an ủi và đầy khích lệ cho tôi Amen. cứ thế nước mắt tôi không ngừng tuôn trào tôi đã thật sự kiêu ngạo vô trách nhiệm và cậu thả trong việc thực hiện bổn phận của mình lại còn gây hại nghiêm trọng đến công tác của hội thánh lãnh đạo thay thế tôi tỉa sửa và đối phó tôi đó là điều đúng đắn nhưng tôi không ngờ anh ấy vẫn động viên tôi từ đáy lòng tôi tạ ơn đức chúa trời vì lòng nhân từ của ngài tạ ơn đức chúa trời vào đêm hôm đó tôi vừa khóc vừa cầu nguyện với đức chúa trời thật sự tự kiểm điểm và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tâm tính kiêu ngạo của mình. Amen. Sau đó, tôi đọc lời Đức Chúa Trời. Sự kiêu ngạo là gốc rễ của tâm tính bại hoại ở con người, con người càng kiêu ngạo càng dễ chống lại Đức Chúa Trời. Vấn đề này có mức độ nghiêm trọng như thế nào? Người có tâm tính kiêu ngạo không chỉ coi thường người khác, thậm chí còn ra vẻ bề trên với Đức Chúa Trời. Bên ngoài, một số người có vẻ tin vào Đức Chúa Trời và đi theo Ngài, nhưng họ không hề coi Ngài là Đức Chúa Trời. Họ luôn cảm thấy họ có lẽ thật và thấy mình vĩ đại. Đây là thực chất và gốc rễ của tâm tính kiêu ngạo và nó đến từ sa tăng. Do đó, vấn đề kiêu ngạo nhất định phải được giải quyết. Cảm thấy người này tốt hơn người kia chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng vẫn là tâm tính kiêu ngạo con người khiến họ không phục Đức Chúa Trời, sự trị vì và sắp đặt của Đức Chúa Trời họ cứ luôn muốn cạnh tranh với ngài để giành quyền cai trị những người khác loại người này không hề biết kính sợ đức chúa trời nói chi đến việc yêu đức chúa trời hay vân phục ngài người tự cao tự đại đặc biệt là những người kiêu ngạo đến mức hết ý thức tin đức chúa trời mà không vâng lời ngài lại còn tự tôn và làm chứng cho chính mình đây là người chống lại chúa nhất nếu mọi người muốn có lòng kính sợ đức chúa trời trước tiên họ phải giải quyết tâm tính kiêu ngạo của mình ngươi càng giải quyết triệt để tâm tính kiêu ngạo của ngươi thì ngươi sẽ càng kính sợ đức chúa trời hơn và chỉ khi đó ngươi mới có thể vân phục ngài và có thể có được lẽ thật và biết ngài amen, amen. chỉ sau khi lời chúa được mặc khải tôi mới thấy thì ra tôi luôn hành động theo bản tính kiêu ngạo không đơn thuần là vấn đề và bộc lộ một chút bại hoại chủ yếu nói khiến tôi hoàn toàn coi nhẹ người khác thậm chí cả đức chúa trời nó khiến tôi chống đối và kháng cự Đức Chúa Trời thay vì bản thân. Nghĩ lại, hồi trước trong lúc thực hiện bổn phận, tôi luôn thấy mình có tố chức khá và thông minh. Tôi cậy vào tài hoa và tố chức của mình để thực hiện bổn phận. Tôi quá tự tin vào bản thân. Hiếm khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời hay tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, lòng tôi chẳng hề có chỗ cho Đức Chúa Trời. Khi việc thực hiện bổn phận, mình không tạo ra thành quả, thì tôi cư xử thật thà hơn, nhưng khi hiểu được một chút nguyên tắc và có chút thành tích, tôi liền lấy đó làm vốn liếng cho mình. Cảm thấy mình làm gì cũng được, có thể làm mọi thứ, đánh giá mọi người, nhìn thấu mọi thứ. Thậm chí tôi tự cao tự đại, tự cho mình là đúng, tự làm mọi thứ theo ý mình, trở nên độc đoán. Tôi còn ngán đường của các anh chị em đang tìm kiếm lẽ thật với lãnh đạo, áp đặt tư tưởng của mình lên các anh chị em, như thể đó mới là lẽ thật buộc họ phải chấp nhận và quy phục qua những sự việc thế này tôi nhận thấy mình đã hành động theo bản tính kiêu ngạo tôi chẳng làm gì ngoài kìm hãm và gây hại cho các anh chị em làm gián đoạn công tác cũng như xáo trộn nghiêm trọng công việc của hội thánh thậm chí còn đóng vai trò là tay sai của sa lãnh đạo đối phó tôi nêu ra sự gián đoạn nghiêm trọng này là hoàn toàn đúng hoàn toàn là sự công chính của đức chúa trời khi tôi bị cách chức đúng vậy tôi cuối cùng cũng thấy bản tính kiêu ngạo này thật sự rất đáng sợ và chết người thế nào. Nếu tôi không giải quyết, sẽ phạm tội ác chống Đức Chúa Trời bất cứ khi nào, gián đoạn công tác nhà Đức Chúa Trời, xúc phạm tâm tính Ngài, bị loại trừ và trừng phạt. Sao thay thế, các vấn đề khác trong bổn phận mình cũng đã bị phơi bày. Đối mặt với trách mắng của anh chị em và bổn phận bị dạch trần, tôi cảm thấy hối hận và ăn năn. Thật sự, rất ghét chính mình. Tại sao tôi lại kiêu ngạo đến vậy? Tôi lúc nào cũng thấy mình tài qua. Mọi thứ tôi làm đều ổn, nhưng tôi đã làm gì được nhiều để hài lòng Đức Chúa Trời chưa? Bổn phận tôi làm là một đống tả tơi chẳng làm được gì ngoài gây ra gián đoạn. Tôi lúc ấy, nếu còn chút ít tôn kính Đức Chúa Trời, tôi đã cầu nguyện và tìm Ngài nhiều hơn. Hay tôi thông công và bàn bạc với các anh chị em nhiều hơn và cẩn trọng hơn một chút. Tôi cũng không đến mức chống đối Đức Chúa Trời nhiều tới vậy. Phải. Sau đó, để giải quyết bản tính kiêu ngạo, tôi đã đọc vài lời của Đức Chúa Trời và Thông Công. Mình cùng đọc một đoạn nhé. À, đồng ý. Con người không thể thay đổi tâm tính mình. Họ phải qua sự phán xét hành phạt chịu khổ tinh luyện, được xử lý sửa dạy và tỉa sửa bởi lời của Ngài. Chỉ sau đó họ mới có thể đạt được sự vâng lời, tận tụy với Đức Chúa Trời và không còn hời hợp với Ngài nữa. Chính là, là dưới sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời mà tâm tính con người được biến đổi. Chỉ khi trải qua sự phơi bày, phán xét, sửa dạy và xử lý bằng lời Ngài, họ mới không dám làm ẩu nữa mà trở nên bình tĩnh. Điểm quan trọng nhất là họ có thể đầu phục lời hiện tại của Đức Chúa Trời và thuận phục công tác của Ngài. Dù khi nó không phù hợp với ý niệm con người, họ có thể đặt những ý niệm này sang một bên và đầu phục Ngài. Amen. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời. Bây giờ khi đọc lại phân đoạn này, tôi thật sự hiểu cách duy nhất để giải quyết bản tính kiêu ngạo của một người là chấp nhận bị Đức Chúa Trời phán xét hành phạt tỉa sửa và đối phó. Amen. Bởi vì chúng ta bị sa tăng làm bại hoại sâu sắc nên nếu chỉ dựa vào việc đọc lời Đức Chúa Trời và tự kiểm điểm, thì hiểu biết về bản thân mình sẽ nông cạn và tâm tính bại hoại có khi không thay đổi. Đúng vậy. Đức Chúa Trời nếu không dạch trần tỉa sửa và đối phó nhiều lần, chắc tôi vẫn rất tự cao, nghĩ mình thật sự giỏi. Tôi hẳn không hiểu được bản thân. Càng không thể biết mình kiêu ngạo thế nào. Tâm tính sa tăng trầm trọng ra sao? Bây giờ, nghĩ lại về mọi thứ mà mình đã làm trước đó tôi thấy thật xấu hổ và hối hận thậm chí tôi khép nép nghĩ về nó và còn chẳng thể ngẩn đầu. nhưng mà đó chính là những bài học đau đớn để tôi hiểu được chút ít bản tính kiêu ngạo của mình biết chỗ mình có thể dấp ngã ở đâu và thất bại chỗ nào việc đó cũng cho tôi chút kính sợ đức chúa trời. chúa trời tôi cũng thấy mình hoàn toàn không có thực tế về lẽ thật và tấm lòng tìm lẽ thật trong thực hiện bổn phận còn tự kiêu và độc đoán gây ra gián đoạn. So với anh chị tố chất trung bình, nhưng họ luôn tận tình thực hiện bổn phận của mình. Tôi chẳng là gì. Tính kiêu ngạo của tôi thật vô căn cứ. Tạ, Tạ ơn Đức Chúa Trời. Nhận ra những điều này, tôi thực hiện bổn phận đã khiêm tốn hơn rất nhiều, không còn tự tin thái quá nữa. Tôi chú ý thực hành việc đặt mình sang bên và tự phủ nhận. Tôi tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật và lắng nghe ý kiến anh chị em nhiều hơn tôi bắt đầu cởi mở bàn bạc để giải quyết các vấn đề trong hội thánh Đức Chúa Trời. thỉnh thoảng tôi lại kiêu ngạo vi phạm nguyên tắc trong việc thực hiện bổn phận tôi lại thực hành đặt mình sang một bên và chấp nhận bị tỉa sửa và đối phó chỉ dẫn và giúp đỡ Đúng vậy. dần dần tôi cảm thấy thực hành như vậy thật sự có lợi bởi vì tôi hiểu biết lẽ thật còn nông cạn thiếu sự thấu hiểu về nhiều thứ nhưng nhờ làm việc cùng anh chị em, mọi người cùng nhất trí quan điểm, tôi đã có thể hiểu rõ hơn nhiều chuyện. thực hiện bổn phận như vậy, chẳng mấy chốc tôi được Đức Chúa trời bảo vệ, tôi không còn phạm sai lầm và gặp vấn đề lớn nữa. À, tạ ơn Đức Chúa trời. Hơn nữa, dưới sự giám sát của các anh chị em, bản tính kiêu ngạo của tôi đã phần nào được kiểm soát rồi. Thực hành việc này, tôi cảm thấy an tĩnh và bình yên. và dần dần, thời gian tôi bộc lộ tính cách kiêu ngạo ngày càng ít đi một lần người chị làm cùng nói với tôi, tôi biết chị cũng gần hai năm rồi, chị từng rất kiêu ngạo, chị luôn làm mọi người cảm thấy bị chị kiềm hãm. nhưng bây giờ nhìn chị đã thật sự thay đổi. Tạ ơn Tạ chúa trời. trời. Tạ... nghe những lời này tôi cảm thấy mình sắp khóc. tôi đã từng kiêu ngạo vô cùng, thay đổi một chút thế này không hề dễ chút nào. Amen. nhớ lại trải nghiệm của vài năm qua hai lần bị tỉa sửa và đối phó không thể nào quên ấy là sự giúp đỡ và lợi ích lớn nhất đối với tôi nếu tôi không trải qua tỉa sửa và đối phó như vậy tôi chắc chắn hiện tại mình sẽ không còn nhân tính tử tế nữa tôi hẳn sẽ không nghĩ đến đức chúa trời tôi sẽ như đứng cạnh vách đá sẵn sàng chống đối đức chúa trời bất cứ khi nào hiện tại tôi đã hiểu bị tỉa sửa và đối phó là sự bảo vệ và cứu rỗi của đức chúa trời đối với tôi Amen. Amen. Tạ ơn Đức, tạ tạ ơn Đức Chúa, Chúa Cái Cái Trời Chúa <laughs>